Mình xin chào tất cả mọi người đến với kênh Út Toàn Vlog. Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày, tụi mình sẽ đi làm nha các bạn ơi. Đây là công ty Duy Tân, chuyên sản xuất nhựa đó các bạn. Rồi tụi mình đang đi qua bên con đường Nguyễn Thiện Thuật nha các bạn. Tụi mình ghé mua bánh mì để tụi mình đi làm ăn nha. Bánh mì chay ở đây rất là ngon luôn á. Nó còn ngon hơn bánh mì thịt nữa các bạn. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều cửa hàng nổi tiếng nha. Bánh su kem nè các bạn. Tụi mình thường mua 137 Nguyễn Thiện Thuật nha. Tụi mình đang chạy qua Now Zone nè các bạn. Ở đây có khách sạn Nico 5 sao rất là lớn luôn ha. Trên đường Nguyễn Văn Cừ này cũng có trường Đại học Khoa học Tự nhiên nữa. Đây là ngôi trường rất là danh tiếng nha các bạn. Bây giờ tụi mình sẽ ghé vào The Alley ha. Cũng nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ luôn các bạn ơi. Ở đây thì bán nước trà sữa nha các bạn. Trà sữa trân châu đường đen, rồi cũng có nhiều loại trà khác nhau nữa đó. Ở đây thì mình thấy chỉ có một bé nhân viên bán thôi. Cũng nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ luôn đó các bạn. Đây là không gian của quán nè. Có vài bàn thôi. Và mình thấy thức uống thì nó hơi mắc một chút xíu, nhưng mà không biết chất lượng thì như thế nào ha các bạn. Tại vì em gái của mình muốn uống cho nên tụi mình ghé mua cho nó về uống ha. Rồi bây giờ mình mới vừa mua xong rồi, bây giờ mình sẽ tới cái chỗ gà ta Bảo Anh nha các bạn, để mình mua gỏi gà về ăn nha. Hôm nay mình sẽ làm món ăn gỏi gà trộn măng cục nha các bạn. Ở đây thì bán rất là ngon luôn á. Cơm miếng gỏi gà cháo hạt sen, có số điện thoại di động luôn. Ai muốn đặt hàng thì gọi qua số đó ha các bạn. Có shipper giao luôn nha. Gà ở đây rất là ngon luôn. Cái dạng giống như gà chạy bộ vậy các bạn. Nó không giống như gà ở chỗ khác nha. Da của nó thì dai và giòn, chứ không phải là dai nhách giống như mình gà ở dưới quê vậy đó các bạn. Nó rất là lạ luôn á. Ở đây thì mình mua nửa con gà nha các bạn, cộng thêm gỏi, cộng thêm cháo và cơm luôn. Rất là ngon hen. Bánh su kem mình mua 2 hộp về ăn nha mọi người. Trời thì nóng quá các bạn ơi. Bây giờ mình làm một cái bánh su kem đi. Bánh su kem thì mới vừa lấy ra ngoài tủ thôi, thì nó cũng rất là mịn và ngon hen. Kem của nó được làm từ kem tươi và trứng á các bạn. Trời ở ngoài thì nắng quá trời luôn các bạn ơi. Mình ngồi trong xe mà nó hực chịu không nổi luôn. Bây giờ tụi mình đang đi đến chợ lớn nha các bạn, để mình tìm mua một cái loại trái cây đó là mãng cầu, để mình về mình làm trà mãng cầu nha mọi người. Mãng cầu thì đang rất được hút hàng hen, bởi vì người ta đặt làm trà mãng cầu á các bạn rất là nhiều luôn, cho nên cái giá mãng cầu cũng rất là chát nha mọi người. Một trái này mình mua gần 1 ký mà 60.000 đó các bạn. Hello, mình chào tất cả các bạn nha. Mình đã về tới nhà rồi mọi người ơi. Mình đi mình mua đồ quá các bạn. Mình mua gà với mình mua măng cục, mình mua măng cầu luôn các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ làm 2 món nha các bạn. Ở đây thì mình với gà ta Bảo Anh đó các bạn. Mình mua nửa con gà nha. Ở đây người ta có cho mình gỏi sẵn nha, để mình về mình tự trộn luôn các bạn ơi. Ở đây mình mua thêm cháo nè và cơm nữa các bạn. Đây một phần cơm nữa mọi người, rất là ngon luôn ha. Đây thì mình mua măng cục sống nha, hôm nay mình sẽ trộn gỏi gà măng cục ha, và mình làm trà mãng cầu nha các bạn. Đây là bữa nay mình làm 2 món ha. Bây giờ trước tiên thì mãng cầu mình lựa đó các bạn, thì mình phải lựa cái trái. Ở đây mình mua trái nhỏ thôi mọi người, nhiều khi mình uống không hết á. Với lại mãng cầu lần này quá trời mắc luôn các bạn ơi, gần cả 100.000 một ký á, đang hút quá trời luôn ha. Mình mua trái vừa phải thôi, cũng không nhỏ mà cũng không to ha các bạn. Còn mà măng cục thì các bạn mua măng cục xanh giùm mình nha. Rồi bây giờ mời mọi người vô bếp làm với mình ha. Trước khi mình làm thì mình rửa trái măng cầu này cho thật là sạch sẽ nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành mình lột trái măng cầu ha các bạn. Bây giờ mình lột vậy đi, để coi mình cắt ra có ngon không. Mình mua là trái măng cầu chín luôn nha mọi người, chứ không phải là sống nha. Tại vì mình chín mình sẽ làm nó ngon hơn cái nước mình đó. Nhưng mà trái này không biết nó ngọt ngọt chua chua không, để mình ăn thử coi nha các bạn. Bây giờ mình lột hộp ra. Trái măng cầu này rất là ngọt luôn mọi người ơi.
Rồi bây giờ hen các bạn lột hột ra nha các bạn ơi. Hột này á, mình không biết lột bằng cách nào đó. Bây giờ mình gỡ ra từng muối đi, để kệ nó tới đâu hay tới đó hen các bạn. Mình lột ra kiểu này chắc cũng lâu dữ lắm đây. Thì đó hột nè, thì mình lấy ra nha mọi người. Lấy hột ra xong hay các bạn. Như vậy nè, có nhiều bạn lấy theo nhiều cách, dạy theo nhiều cách lắm nha. Còn mình thì mình làm vậy nè. À các bạn ơi, mình biết rồi, bây giờ mình sẽ sắc lát mỏng mỏng vậy nè các bạn. Thì mình lấy hột ra rất là dễ luôn nha. Rồi xong một miếng đó các bạn. Bây giờ mình sắc tiếp tục cái lát mỏng nữa nha. Đây nè, cái hột nó sẽ lồi ra nè các bạn. Đó, bây giờ mình nắm chính giữa ha. Rồi, mình xong hột rồi đó. Bây giờ nè, bây giờ mình lột hai bên đầu này. Dễ ơi là dễ luôn, rồi xong. Bây giờ cái cùi chính giữa thì các bạn lấy cũng được, không lấy cũng được nha. Rồi xong rồi đó các bạn. Ồ, dễ quá. Nãy giờ gì mà mình làm không được. Bởi vì làm từ từ riết nó cũng quen nè mọi người. Rồi đây, thêm một miếng nữa. Cái miếng này gớt ra luôn rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái hộp nó ra nha. Tay thì mình cũng đã rửa sạch sẽ rồi nha mọi người. Rồi xong. Sau một hồi mình cũng đã lãi xong rồi nha mọi người. Bây giờ cái ruột này á, thì mình sẽ làm sao nha. Bây giờ mình để tủ lạnh này cho nó lạnh, một hồi mình làm cho nó ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mình phải gọt ở dưới nước nha mọi người. Thì người ta cũng chỉ mình nhiều cái cách gọt lắm. Đó, mình phải gọt sát vô vậy nè. Trái này là trái cỡ to nha các bạn. Cái bữa trước mình làm là trái cỡ nhỏ nha. Nè bây giờ mình quay, bây giờ mình lễ nha các bạn ơi. Bây giờ mình đó lễ ra nha. Ở chính giữa này nó có những cái lằn nè. Nhiều người chỉ mình nhiều cách làm lắm, nhưng mà mình muốn làm cho cái trái này nó được nguyên vẹn đó các bạn. Ví dụ mình cắt trái phần nửa cũng được. Ở đây thì mình mua băng cục này hồi tối rồi các bạn. Hồi tối mình đi ra ngoài chợ mình mua là 60.000 ký. Cái chị này chỉ bán măng cục xanh, chỉ có mình chỉ bán nè, chỉ ngồi ngoài đường các bạn. Bây giờ măng cục với mãng cầu mắc quá các bạn ơi, tự nhiên cái nổi lên cái rồi hai cái món này mắc quá. Rồi đó coi các bạn thấy mình lãi không, cực khổ, hèn chi người ta bán mấy trăm ngàn ký các bạn. Đúng rồi. Rồi đây nè, xong nè, một trái nè, thấy chưa, trắng tươi quá đẹp đó. Bây giờ mình làm nước đá để cho nó giòn á các bạn, với lại nó không có bị mủ ra đó. Rồi tiếp cái trái này mủ còn hơn trái nãy nữa, càng xanh càng ngon nha các bạn. Mình nghe nói cái cơm này ngon lắm các bạn, nó giòn mà nó đã dữ lắm, nó chua chua ngọt ngọt đã lắm, mà mình chưa có biết, để hồi mình ăn coi nha. Rồi làm gỏi ngon dữ lắm. Trời ơi, mà sao làm cực quá mọi người ơi. Ây da, mình lấy từng cái mắt này nè, nó cực là do từng cái mắt này nè các bạn. Ôi mọi người, trắng tươi luôn, quá đẹp, ngâm như nước đá liền. Thêm một trái nữa nè các bạn ơi, quá đẹp luôn ha, cực quá. Cái trái này nó còn xanh hơn trái kia nữa các bạn. Mình gọt tới đâu thì mình thấy mũ tới đó, mà không thấy trái ở đâu hết trơn á. Cái trái thì nó bự chứ đâu, nó đâu có nhỏ đâu, mà sao nó có chút xíu cơm à. Hèn chi người ta dùng cái này người ta làm á, là thí dụ như mấy ký lô này mới được một ký ruột, cho nên người ta bán 400.000 ký ruột là đúng rồi các bạn ơi. Một ký bình thường vậy mình mua đã 60.000 rồi, thí dụ 2-3 ký thì còn công cán người ta nữa, cho nên người ta bán 400.000 ký là đúng rồi. Mà đặt như tôm tươi vậy các bạn ơi, ở Sài Gòn này đặt dữ lắm nha. Đây nó thấy đẹp chưa. Mình đã gọt được bao nhiêu đây nha, em của mình đã được, trời đất ơi ta. Rồi cái trái này xấu. Rồi bây giờ mình sắc ra nha. Nó ở trong đây thì mình thấy nó có cái hộp, nhưng mà cái hộp này thì nó không có đáng kể ha, bỏ vô thau luôn. Mình chuẩn bị trộn gỏi đi.
để mình ăn một miếng coi nha các bạn. Ngon. Ngon. Giòn khái hà, ngon lắm. Mà chua chua ngọt ngọt các bạn. Đó, mình bỏ vô thau này luôn. Một hồi cái thau này mình để mình trộn gỏi nha. Đây người ta cho mình hai miếng chanh nha các bạn. Dắt vô luôn. Được chưa? Bây giờ mình có nước mắm nha các bạn, bây giờ mình dưới vô luôn. Người ta có cho mình thêm trứng ngon này các bạn, ngon không? Rồi sau đó thì mình sẽ bỏ đậu phộng vô nha. Rồi bây giờ mình cắt miếng ớt mình bỏ lên nha các bạn. Mình trang trí ít dầu găm luôn ha. Mời mọi người ăn chung với mình luôn nha. Bây giờ mình có trà sẵn nha các bạn. Trà này thì mình làm từ trà Phúc Long ha, trà lại Phúc Long. Thì theo các bạn muốn uống ngọt hay chua thôi nha. Rồi bây giờ mình khuấy lên nha các bạn. Mình dắt tắt vô. Rồi bây giờ mình khuấy đều trà lên nha các bạn. Sau đó mình bỏ mãng cầu vô nha. Các bạn muốn ăn ít hay nhiều thì các bạn thử bỏ ha. Rồi bây giờ mình khuấy đều lên. Sau đó mình bỏ đá vô là mình có ly trà mãng cầu. Dễ ợt. Mời mọi người ăn gỏi với mình nha. Mãng cầu nè các bạn. Nó giòn, nó ngọt, nó chua nữa. Ngon quá. Lấy trứng nè. Mình mua nửa con gà các bạn, với lại gỏi luôn, với lại cháo luôn. Mình kêu một phần cơm thêm và một phần lòng thêm nữa, tổng cộng có 200.000. Quá rẻ luôn các bạn ơi. Ở đây là phần cơm thêm nè. Cơm này thì người ta sẽ nấu với nước gà. Mình mời mọi người miếng nữa nha. Còn đây là ly trà mãng cầu mà mình không biết phải là trà mãng cầu làm gì không các bạn.
Phải không? Đúng rồi, phải không? Nó chua quá, cho măng cầu nó chua. Cái dạ giòn kìa. Cái nước mắm chấm đó. Ủa cái này là nước mắm chấm luôn không? Không, xịt nó thôi. Để phân ba bên đây mình được đó. Ai vậy? Rất cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh. Mình cảm ơn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Kính chúc các bạn một ngày tốt lành. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau. Bye bye.